Ngày 27 tháng 7, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an cùng Công an thành phố Hà Nội đã triển khai thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin để đưa vào ngân hàng gen ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt còn thiếu thông tin nhân dịp tri ân 77 năm ngày thương binh liệt sĩ tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Cùng tham dự chương trình, ngoài Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội còn có đại diện chính quyền, các sở ban ngành, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lộc, Sinh năm 1935, năm nay đã 90 tuổi ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, có hai con trai là anh hùng liệt sĩ, đến nay vẫn còn một người con chưa tìm thấy cùng thân nhân 15 anh hùng liệt sĩ của huyện Đông Anh. Theo số liệu thống kê, đến nay cả nước vẫn còn khoảng 500.000 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, trong đó có khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa quy tập, nằm giải rác ở các tỉnh phía Nam, Lào và Campuchia. Hà Nội là một trong những địa phương có số anh hùng liệt sĩ chưa tìm thấy đứng đầu cả nước với hơn 90.000 trường hợp. Trong khuôn khổ chương trình, Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an đã giải thích rõ hơn để sẵn sàng tích hợp dữ liệu thông tin ADN, hải cốt liệt sĩ và thân nhân với cơ sở dữ liệu căn cước nhằm phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc lấy mẫu ADN đối với thân nhân gia đình liệt sĩ phải là gia đình trực hệ phía đàng ngoại sẽ lưu vào cơ sở dữ liệu quốc gia để sau này có cơ sở đưa các anh hùng về với gia đình, quê hương để phụng sự cũng trong ngày 27 tháng 7, Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành lấy mẫu 15 liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại huyện Đông Anh, cùng với đó đồng loạt tiến hành tại nhiều địa phương trên cả nước.